Các bạn thính giả và cư dân mạng thân mến, một số nhà nghiên cứu lịch sử cho rằng Võ Tắc Thiên là chính trị gia mạnh mẽ, giúp cho nhà Đường đi đến thống nhất, thịnh vượng, khai nguyên thịnh đế. Ngược với quan điểm của một số nhà sử học khác, còn so sánh giữa công và tội cho rằng Võ Tắc Thiên vừa khôn ngoan vừa ngu xuẩn, thành tích trị vì thiên hạ trong 21 năm không có gì đáng kể, ngoài việc giết người không gườm tay và loạn dâm không trừ một ai. Dù sao đi nữa, Võ Tắc Thiên cũng xứng đáng là người đàn bà độc nhất cổ kim, và việc bà di chiếu không lập văn tự trên bia mộ cũng là nguyên nhân khiến hậu thế tranh luận chưa ngã ngũ. Bắt đầu từ hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc cuốn tiểu thuyết Võ Tắc Thiên. Qua đó, các bạn có thể tìm hiểu nhiều hơn về mỹ nhân đời nhà Đường này. Mùa thu năm Trinh Quán thứ 23, tức năm 649, bầu trời đột nhiên lạnh lẽo khác thường. Không biết là do thời tiết thay đổi hay trời đất đang than khóc cho một vị anh hùng sắp ra đi vĩnh viễn. Đường Thái Tông trải qua bao chinh chiến, phong xương nhiễm vào xương cốt, hình dung hốc hác tiểu tụy, bệnh tình mỗi ngày nặng thêm, và cho đến thời điểm này e rằng khó qua khỏi. Hai vị nguyên lão đại thần Trưởng Tôn Vô Kỵ và Chữ Toại Lương hầu như không về nhà, suốt ngày đêm chầu trực bên Long Sàng. Đó chính là điểm xấu nên toàn bộ hoàng cung cũng nhuốm màu tang tóc, không một ai nói chuyện lớn hay cười đùa như mọi khi. Trong một gian nhà nhỏ nơi quý vườn, không khí cũng bao trùm nỗi buồn bã. Chẳng biết do tin xấu của hoàng đế hay là bắt nguồn từ sự trầm lắng của một mỹ nhân tuyệt sắc đang ngồi chống tay vào cằm. Đôi mắt của mỹ nhân ấy đăm chiêu mơ màng nhìn ra vườn, nhưng thỉnh thoảng lại lóe lên một tia sáng lạnh, chứng tỏ trong lòng chất chứa đầy rẫy ngột ngang với nhiều ý nghĩ trái ngược. Đó chính là võ tài nhân mà đấng hoàng thượng thường âu yếm gọi bằng Võ Mị Nương. Nàng lo lắng là phải, bởi vì suốt 10 năm qua đã không được Thái Tông cất nhắc, huống chi bây giờ là giờ phút nhà vua đang sắp phải đối mặt với tử thần. Thái Tông băng hà rồi thì thân phận mình sẽ ra sao? Chắc chắn còn tệ hại hơn nữa. Có khi phải tuẫn táng theo hoàng đế, có khi bị phế vào lãnh cung, hoặc nhẹ nhất cũng bị đuổi ra ngoài làm thường dân, suốt cuộc đời sống cô đơn lạnh lẽo. Nghĩ đến tương lai ảm đạm, đôi mắt xanh biếc như ngọc bích của võ tài nhân chợt rưng rưng. Thế nhưng cũng đôi mắt ấy chợt quắc sáng lên như mắt mèo khi nhìn thấy con chuột. Đó là lúc nàng chợt nhớ đến những cái nhìn thầm lén của thái tử Lý Trị. Nàng thừa hiểu những ánh mắt ấy nói lên điều gì. Nàng hy vọng rằng khi Lý Trị đăng cơ thì ít nhất cũng được tân hoàng đế chiếu cố chút nào đó, trong lòng bớt đi sầu thảm. Thật sự võ tài nhân không hề biết rằng số phận của nàng còn tệ hại hơn những gì đang suy nghĩ và đã được Thái Tông Lý Thế Dân bàn soạn với hai vị đại thần để sắp đặt cho nàng. Sự sắp đặt ấy hết sức tàn nhẫn, bởi Thái Tông không thể không nghe theo lời khuyên của đại thần Trưởng Tôn Vô Kỵ. Vị đại thần này không những giữ tước Triệu Quốc Công mà còn là vị dũng tướng nhiều công lao hãn mã nhất trong số 24 vị dũng tướng đã theo phò tá cho Thái Tông suốt thời kỳ dựng nước. Vì vậy, những lời khuyên của Vô Kỵ luôn luôn là những lời tâm huyết, rất thẳng thắn, không thể không nghe theo. Trong thời khắc Thái Tông còn tỉnh táo, Trưởng Tôn Vô Kỵ đã nhân cơ hội tâu xin: "Tất cả những gì bệ hạ dặn dò, thần đã cùng các cố mệnh đại thần bàn soạn xong xuôi. Xin bệ hạ khoan tâm tĩnh dưỡng. Chỉ riêng..." Thái Tông ngước đôi mắt
đã hết sắc tinh anh lên, nhưng đồng thời lại mỉm cười nói nhỏ: Khánh muốn nhắc lại việc thu xếp cho mị nương chăng? Quả nhiên người anh hùng khi sắp gần đất xa trời vẫn chưa mất hết sáng suốt, vẫn còn chút tỉnh táo để nhớ đến đại sự nước nhà. Vô Kỵ cúi đầu thật thấp cung kính thưa: Bẩm hoàng thượng, đúng là việc ấy. Hạ thần táo gan nhắc lại vì chỉ muốn chắc là không có bất cứ gì thay đổi mà thôi. Thái Tông vẫn mỉm cười, gật đầu đáp: Chậm tin tưởng khanh là ở đức tính cẩn trọng ấy. Tùy chậm rất thương tiếc mị nương, nhưng dù sao giang sơn nhà Đường cũng là điều hệ trọng hơn hết. Chậm không thay đổi ý kiến, khanh bất tất phải lo lắng. Trưởng tôn Vô Kỵ thở phào một cái như chút được gánh nặng ngàn cân. Nguyên do là mấy hôm trước ông cùng với đại thần chữ Toại Lương vin vào lời đoán của thuật sĩ Lý Hướng Phong để tâu xin Thái Tông quyết định dứt khoát số phận của tài nhân họ Võ. Trong thời điểm ấy là người họ Võ duy nhất còn lại ở trong cung, Thái Tông không tin vào lý số lắm nên có ý muốn thải hồi Mị Lương về quê nhà, bảo toàn tính mạng cho nàng nếu như nàng cam kết không tiết lộ những gì trong cung cấm và không được lấy chồng khác. Mặc dù Mị Nương ở độ tuổi 24 vẫn còn nhan sắc thu hút mê người, Thái Tông suốt đời mang tài trí của mình ra tranh đoạt thiên hạ. Về mặt lý số còn nhiều nghi ngờ nên không muốn một mỹ nhân như Võ Chiếu chỉ vì chút mê tín mà phải nhận lãnh cái chết oan uổng. Hai vị đại thần thì khác, họ quyết định phải diệt trừ tận gốc, dù lời tiên đoán của Lý Hướng Phong đúng hay sai, tức là phải đưa võ tài nhân xuống suối vàng. Sau nhiều lần tranh luận, cuối cùng Thái Tông quyết định cách xử lý tương đối nhẹ nhàng và an toàn là sẽ đưa Mị Nương đến chùa Hưng Long trên ngọn núi Ngạn Phong, cách kinh đô khoảng hơn 100 dặm. Ngôi chùa này toàn là những cung nữ già yếu bệnh tật, cách xa kinh thành và được quan quân quản thúc rất chặt chẽ, nên gọi là ngục thất giam lỏng thì đúng hơn. Hai vị đại thần Trưởng Tôn Vô Kỵ và chữ Toại Lương thấy như vậy cũng ổn thỏa nên đều bằng lòng. Tiếc rằng sự việc thay đổi một cách bất ngờ khiến hai ông không kịp trở tay và tạo cơ hội cho Võ Mị Nương được ở gần hoàng cung hơn dự kiến. Trong lúc võ tài nhân đang bối rối buồn phiền thì chợt có một cung nữ bưng khay trà bước vào. Cung nữ này còn rất trẻ, tuổi chưa đến 20. Nhan sắc vừa phải, nhưng nổi bật nhất là đôi mắt rất sắc sảo, mỗi khi nhìn ai như dò xét tận đáy lòng người ta. Cung nhân ấy tên là Lan Anh, một tỷ nữ thân cận suốt 10 năm qua của võ tài nhân. Lan Anh bước tới, cúi đầu nói khẽ: Bẩm công nương, từ hôm qua tới giờ công nương chưa ăn uống bao nhiêu ạ? Nô tỳ e rằng như thế không tốt chút nào. Công nương uống chút trà rồi nô tỳ sẽ dọn cơm nước ạ. Võ tài nhân ngước mắt lên, thở dài, nói như một lời than thân: Hài, thì có làm sao, ta như người đã chết rồi, còn thiết gì đến ăn uống. Lan Anh hình mũi một cái, nói bâng quơ: Người nào mà chẳng muốn sống, biết là chết, nhưng tìm sự sống trong cái chết thì mới không uổng phí cuộc đời. Thái độ hơi vô lễ khác hẳn ngày thường khiến võ tài nhân thoáng nhăn mặt, gằn giọng hỏi: Người nói thế là làm sao? Lan Anh không lộ bối rối, nói nhỏ: Nô tỳ nghe đồn rằng tất cả các phi tần chưa có người nối dõi sẽ phải vào chùa cảm nghiệp, nhưng riêng công nương thì có lẽ phải đến Hưng Long ạ. Chẳng lẽ thấy cái chết chắc chắn trước mặt mà không làm gì được ư? Nghe vậy võ tài nhân dịu cơn giận xuống, trầm ngâm hỏi: Ngươi nghe tin có chắc không? Nếu đúng như vậy thì nguy cho ta mất. Theo ngươi thì phải làm sao để tìm cái sống trong cái chết? Cung nữ Lan Anh nhìn võ tài nhân một lúc rồi mới chậm chậm nói: Công nương biết đấy, nô tỳ luôn luôn là thuộc hạ trung thành nên chẳng dám nói sai. Nô tỳ nghe rằng hai lão thần họ Trưởng Tôn và họ Chữ đã bàn bạc với hoàng thượng
đưa công nương đến chùa Hưng Long trên núi Ngạn Phong ạ. Như vậy có thể chính nô tỳ cũng phải đi theo. Công nương thì chết cả cuộc đời, mà nô tỳ thì cũng chẳng sung sướng gì. Hoặc là nô tỳ phải làm thân trâu ngựa cho người khác. Sao bây giờ chẳng tiên hạ thủ vi cường để tìm hoàn cảnh tốt hơn? Đời còn dài, còn được ở trong cung thì thiếu gì cơ hội để thay đổi. Võ Tài Nhân gật đầu khen ngợi. Người suy nghĩ quả là sắc bén, khá lắm. Thế nhưng ta phải làm gì để gọi là thiên hạ thủ vi cường? Lan Anh hạ giọng thêm chút nữa. Quyết định đưa công nương đến chùa Hưng Long chưa được công bố, tức là vẫn có thể sửa đổi. Bây giờ công nương lấy cớ vào vấn an hoàng thượng, rồi tự mình xin xuống tóc vào chùa cảm nghiệp để có thể hương khói cho hoàng thượng suốt đời. Chẳng lẽ hoàng thượng từ chối được sao? Khi mà hoàng thượng đã gật đầu, thì hai lão già kia còn làm gì được nữa? Như tỉnh cơn mê, Võ Tài Nhân lập tức đứng lên sai Lan Anh sửa soạn cho mình. Chỉ trong thoáng chốc, dung nhan Võ Tài Nhân đã trở thành hoa nhường nguyệt thẹn. Pha lẫn với nét u buồn, ủ rột càng khiến cho nhan sắc ấy thêm não nùng ma mị. Nàng thừa biết lệ của triều nhà Đường không phải cung nữ phi tần nào cũng bị đưa đến chùa Hưng Long. Theo đó thì khi hoàng đế băng hà, những phi tần cung nữ không có con đều bị đưa đến chùa cảm nghiệp trong phạm vi cấm cung ở Trường An, xuống tóc làm ni cô. Họ suốt đời chỉ mỗi nhiệm vụ là lo liệu việc hương khói cho vị hoàng đế cùng hoàng tộc đã qua đời. Dù thế nào đi nữa, cuộc đời của các phi tần cung nữ ấy đều đã bị chôn chặt, sống mà như chết. Nhưng Võ Tài Nhân còn có lý trị, tức là vẫn còn có cơ hội thoát khỏi cái chết sống mòn ấy. Đến chùa Hưng Long thì lý trị không giúp gì được. Nhưng nếu ở chùa cảm nghiệp thì vô hối cơ hội tiếp cận với vị tân hoàng đế. Đó chính là điều Võ Tài Nhân mong mỏi. Trang điểm xong xuôi, nhỏ thêm mấy giọt nước hành cho đôi mắt cay đỏ lên. Vẻ đẹp càng thêm não nùng. Võ Tài Nhân mau chóng đến cung Thái Tông đang tịnh dưỡng. Gọi là cung điện, thật sự đây chỉ là một cái dãy nhà đơn sơ làm bằng gỗ do triều nhà Tùy để lại, nằm gần ngọn núi Thái Bạch. Nơi đây khá xa hoàng cung, biệt lập hẳn một vùng, nên Võ Tài Nhân phải mất hơn canh giờ mới tới nơi. Có lẽ trời cũng phù hộ cho Võ Tài Nhân, nên lúc đó Trưởng Tôn Vô Kỵ và Chữ Toại Lương không có mặt ở triều đình. Nhờ vậy mà Võ Tài Nhân không phải vất vả nài xin. Thái Tông cũng mềm lòng chấp thuận lời yêu cầu của mỹ nhân. Trong giờ phút gần đất xa trời, có lẽ tinh thần của vị hoàng đế anh hùng ấy đã bạc nhược. Nghĩ rằng chùa Hưng Long hay chùa Cảm Nghiệp có gì khác nhau? Trước khi nhắm mắt qua bên kia thế giới, sao còn nỡ từ chối lời cầu xin của mỹ nhân mà mình đã có một thời say mê điên đảo? Khi hai vị lão thần Vô Kỵ và Toại Lương biết được thì đã muộn mất rồi, đành phải chiều theo quyết định của bậc thiên tử tối cao. Kế sách thiên hạ thủ vi cường của cung nữ Lan Anh đã được Võ Mị Nương thực hành thành công ngay bước đầu. Một điều khác còn may mắn hơn là cung nữ Lan Anh vốn nhanh nhẹn nên được phân phối hầu hạ Vương Hoàng Hậu, không phải theo Võ Tài Nhân vào chùa cảm nghiệp. Đó là may mắn lớn nhất, bởi Võ Mị Nương tuy sống trong chùa nhưng vẫn biết được những biến chuyển của hoàng gia. Trước khi chia tay, Lan Anh đã cam đoan sẽ báo ngay khi có tin tức gì trọng đại liên quan đến chủ nhân. Thế là Võ Sư Cô đã có tai mắt tin cậy, chỉ cần ông trời ban cho một cơ hội là có thể lật ngược được tình thế bi đát của mình. Nếu như không có cung nữ Lan Anh đầy khôn ngoan, nhiều mưu kế, có lẽ cuộc đời của Võ Đại Nhân đã chết dần dưới mái nhà chùa mất rồi. Số mệnh trời đất đã định sẵn, nên không những đã sản sinh ra một mỹ nhân đầy tham vọng, mà còn ban cho một cung nữ nhiều trí tuệ. Hai bộ óc đầy gian ngoan ấy kết hợp thì triều đình nhà Đường không thể không điên đảo. Số phận đã định sẵn nên sự việc không phải chờ đợi lâu.
vào ngày 26 tháng 5 năm Trinh Quán thứ 23, tức năm 649, Đường Thái Tông Lý Thế Dân chút hơi thở cuối cùng. Vì ông chết ngoài hoàng cung nên tin tức này được giữ rất bí mật, chờ khi hai vị đại thần Trưởng Tôn Vô Kỵ và Chữ Toại Lương bố trí binh mã an toàn mới hộ giá linh cữu về triều, đặt nơi điện Thái Ất để bá quan đến hành lễ. Tang sự cử hành mấy hôm sau thì tới lúc các phi tần hơn 10 người thu dọn hành trang đến những nơi đã chỉ định. Dĩ nhiên trong đó có cả võ tài nhân, ai nấy đều khóc như mưa, không chắc là thương xót cho vị hoàng đế mới qua đời, mà khóc cho chính thân phận của họ từ đây trở đi dư cả muối tương, nhan sắc phải phai tàn trong cảnh lạnh lẽo. Chỉ riêng võ tài nhân giữ được vẻ bình tĩnh, không tươi cười nhưng cũng không buồn bã quá đáng. Nàng ra đi với một số phấn sáp được Lan Anh lén đưa cho, chẳng cần phải giữ gìn bởi khi đó các đại thần đều đang bận rộn với tang lễ. Và chăng nếu như Trưởng Tôn Vô Kỵ và Chữ Toại Lương có nhận ra sự bình thản của nàng thì cũng không làm gì được nữa rồi. Thật sự lúc đó tâm hồn của võ tài nhân còn nhẹ nhàng hơn bất cứ lúc nào. Trong suốt 8 năm hầu hạ Thái Tông, nàng được yêu chiều nhưng không hề có ân đức nào đáng kể ngoài những thứ trân châu bảo ngọc. Riêng trong 2 năm cuối, khi Thái Tông bắt đầu trở bệnh nặng, chính là 2 năm đầy thất vọng và buồn bã, không định hướng được cuộc đời sẽ ra sao. Bây giờ mọi việc đã đâu vào đó, hiểm họa sát thân đã không xảy ra, hiểm họa bị xa rời hoàng cung cũng đã được giải tỏa. Còn điều gì vướng bận ngoài việc chờ đợi một cơ hội tốt đẹp nhất, nàng tin chắc điều tốt đẹp đó sẽ và sắp xảy ra. Võ tài nhân rất khôn ngoan, bao nhiêu tài sản nàng thu thập được trong 10 năm trời đều chia hết cho cung nữ, nô tỳ và các người mà nàng cảm thấy có thể thỏa hiệp được trong tương lai. Người được võ tài nhân tặng nhiều chân ngọc nhất không phải là Lan Anh, mà chính là vợ của Thái tử Lý Trị họ Vương và người thứ phi họ Triệu. Trước kia chẳng hiểu do linh tính mách bảo hay là do bản chất sâu sắc, võ tài nhân đã tạo được mối gian hảo rất tốt đẹp với Vương Phi. Nàng hy vọng những gì mình bỏ ra không phí phạm. Mọi việc đều diễn ra êm xuôi, kể cả khi Lý Trị lên nối ngôi hoàng đế, xưng hiệu là Đường Cao Tông. Thời gian này, di thể của Thái Tông vẫn quàn tại chính điện, nên Cao Tông hết sức bận rộn với việc sắp xếp lại chính trị. Muốn thi hành điều gì riêng tư đều phải gác lại sau. Thời gian quan ngọc thể của Thái Tông kéo dài đến tháng 8, triều đình mới tiến hành việc chôn cất. Trong thời gian ấy, võ tài nhân nằm bó chân ở miếu Cảm Nghiệp, nhưng không hề chán nản khóc lóc như các phi tần khác, nên dung nhan vẫn lộng lẫy, hớp hồn người như trước. Đêm nào nàng cũng mơ màng nhớ lại những cái liếc mắt đưa tình, những lần lén lút đụng chạm với Lý Trị để nuôi dưỡng hy vọng chàng thanh niên nhu nhược và tham mê sắc dục này sẽ mau mau tìm cách cứu vớt mình ra khỏi am thiền lạnh lẽo. Ngày Vương Hoàng hậu đăng quang, còn lại viên ngọc bích lớn nhất, võ sư cô cũng tế nhị nhờ vả Lan Anh mang biếu tặng nốt cho vị tân hoàng hậu. Vương Hoàng hậu rất cảm động, trong lòng đã tự hứa nếu có cơ hội sẽ giúp đỡ cho võ tài nhân một cách xứng đáng. Những ngày ở chùa Cảm Nghiệp hoàn toàn không vô ích như các phi tần khác, là thời gian để võ tài nhân hoạch định lại những gì mình sẽ thi hành nếu như đạt được ước nguyện. Hai người mà võ tài nhân ghi nhớ trong lòng nhất là Trưởng Tôn Vô Kỵ và Chữ Toại Lương. Võ sư cô quyết định họ sẽ được tận dụng làm tay sai cho mình trước khi đi đến cái chết. Mối thù chỉ có thể trả xong khi hai đại thần này theo chân Thái Tông xuống chốn suối vàng. Qua thời gian tang lễ bận rộn, việc triều đình trở lại như thường lệ. Thế nhưng Cao Tông vẫn chưa có thời gian nghĩ đến người ngọc mơ ước. Võ sư cô cũng không vì vậy mà nóng nảy làm bừa, bởi nàng biết việc gì cũng phải đi từng bước một.
Nếu vội vã sẽ là cơ hội giúp cho bọn triều thần ghét bỏ nàng, mà đại diện là trưởng tôn Vô Kỵ có cớ để hãm hại. Cuộc sống cứ thế trôi qua gần một năm, Cao Tông không hề biết mối dây liên lạc giữa Vương Hoàng Hậu với Võ Tài Nhân còn khăng khít hơn cả lúc trước. Vương Hoàng Hậu giữ gìn liên lạc ấy để hy vọng Võ Tài Nhân giúp mình một tay trừ khử Tiêu Thục Phi. Do vậy, dù thời gian trôi qua đằng đẵng, mỗi ngày dài như thiên thu, Võ Tài Nhân vẫn hoàn toàn yên tâm bởi bao nhiêu việc lớn nhỏ của triều đình đều được cung nữ Lan Anh lén lút báo cho biết qua những lần tới chùa cảm nghiệp. Với lý do đem quà biếu của Vương Hoàng Hậu đến ban tặng, chẳng ai dám ngăn cản Lan Anh. Điều mà Võ Tài Nhân chú ý nhất là việc Vương Hoàng Hậu không có con trai, phải đưa đứa con của một phi tần tên là Lý Trung về làm nghĩa tử. Theo tập tục thời đó, không có con là đại tội, nhất là lại không có con trai để nối dõi cho hoàng đế. Vương Hoàng Hậu ngồi trên địa vị cao sang nhưng đau khổ chẳng kém Võ Tài Nhân ở trong thiền môn. Hai tâm hồn xấu xa ấy đồng cảm với nhau hơn nữa khi Cao Tông vì muốn có con nên hầu hết các đêm đều ở bên Tây Cung hoan lạc với Tiêu Thục Phi. Với đà này, trước sau, Vương Hoàng Hậu cũng thất thế, thậm chí có thể bị hạ bệ nếu như đồng thời Tiêu Thục Phi cũng hoài thai. Đó là lý do chính, còn lý do phụ nữa là Tiêu Thục Phi khôn ngoan sắc sảo hơn Vương Hoàng Hậu gấp nhiều lần. Mỹ nhân này cũng có nhiều tham vọng, sẵn sàng tiến hành những thú vui trụy lạc để chiều lòng vị hoàng đế đa dâm như Cao Tông. Dĩ nhiên Tiêu Thục Phi cũng có ước vọng lật đổ địa vị của Vương Hoàng Hậu, do đó lời qua tiếng lại giữa đôi bên càng lúc càng gay gắt. Hai bên chẳng ai chịu thua ai, hễ có dịp là buông lời xẻm pha cằn nhằn. Cao Tông hết sức chán ngán về việc ghen tuông của hai người đàn bà, càng nôn nóng muốn được gần gũi mỹ nhân họ Võ. Nhiều lần muốn thân hành đến chùa cảm nghiệp thăm hỏi, nhưng lại sợ quần thần dị nghị. Cao Tông phải chịu đựng niềm nung nấu ấy dày vò đến hơn một năm. Đến năm Vĩnh Huy thứ nhất, tức năm 651, ngày giỗ đầu của Thái Tông đang được triều thần bàn tán sửa soạn một cách long trọng. Trong các nghi lễ có cả việc hoàng đế cùng tất cả hoàng gia phải đến chùa cảm nghiệp thắp hương và nhờ các ni cô cầu siêu cho anh linh người đã khuất. Cao Tông chẳng biết việc cầu siêu như vậy có tác dụng gì không, chỉ nghe mình phải đến chùa cảm nghiệp là trong lòng vui như mở hội. Thật sự ông ta rất yếu đuối, nhu nhược, hoàn toàn không có kế sách gì để cứu vớt mỹ nhân. Chỉ mong có một lần gặp gỡ là thỏa mãn lắm rồi. Cao Tông không hề biết âm mưu giữa Vương Hoàng Hậu và cung nữ Lan Anh. Thế nhưng về phần Võ Sư Cô lại khác. Cái tin hoàng đế giá lâm chùa như tiếng sét đánh dội mang tai. Nàng nhận ra đây chính là cơ hội tốt nhất, thậm chí là độc nhất. Nếu không dở hết tài năng hớp hồn của mình để quyến rũ hoàng đế thì chắc chắn rất khó có cơ hội thứ hai. Hoặc có đi chăng nữa, khi ấy nàng đã qua thời xuân sắc, Cao Tông hoàng đế chẳng còn đoái hoài gì nữa thì cuộc đời của nàng chắc chắn sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn. Lấy độc trị độc,
họa từ trong nhà. Thuật sĩ Lý Hướng Phong đoán quẻ chẳng khác thần tiên, nhưng xét lại sai lạc ở một điều. Hiểm họa từ họ Võ mà ra, nhưng thật sự có bắt nguồn từ trong nội bộ của hoàng tộc. Không có sự tính toán của Vương Hoàng hậu thì có lẽ Võ Tài Nhân đã chôn vùi cái nhan sắc tuyệt thế ở chốn thiền môn rồi vậy. Không có hiểm nghi ganh ghét của người trong nhà thì họ Võ có tài cán đến đâu cũng không thể khuynh loát được cả một triều đình như vậy. Họa mỹ nhân đời nào cũng có, nhất là trong chốn cung đình đầy quyền thế và châu ngọc. Đó là những bài học thực tế trước mắt, thế nhưng không có một vị hoàng đế nào thuộc bài cả. Đường Cao Tông Lý Trị cũng vậy. Ông là con thứ 9 của Đường Thái Tông Lý Thế Dân. Anh trưởng là Lý Thừa Cán. Lẽ ra phải được giữ ngôi thái tử, nhất là lại là con của trưởng tôn hoàng hậu. Tức là có cả một thế lực hùng hậu của họ trưởng tôn. Trong đó đáng kể nhất là đại thần tể tướng trưởng tôn Vô Kỵ. Theo tập tục phong kiến thời đó thì Lý Thừa Càn phải là thái tử, nhưng chàng hoàng tử này quá phóng túng. Ngay từ lúc nhỏ đã ăn chơi vô độ nên Thái Tông không chấp nhận lập làm thái tử. Nhiều lần còn gọi vào cung nặng lời quở trách, hắn đã không phục thiện mà còn đem lòng oán hận nghe theo lời xúi dục của bọn thuộc hạ xấu, nên vào năm 643 cùng bọn chúng âm mưu tạo phản. Đây là một tội đại nghịch nên Thái Tông quyết định phế Lý Thừa Càn xuống làm thứ dân. Quyết định này tương đối nhẹ nhàng, nếu là người khác thì tất Thừa Cán không thể sống sót. Thái Tông đã nghĩ đến tình cảm cha con mà tha mạng cho Lý Thừa Càn. Còn một người con chính thức nữa của trưởng tôn hoàng hậu, em của Lý Thừa Càn tên là Lý Thái. Thế nhưng Lý Thái bản chất gian ngoan, thích tranh giành địa vị, lại bị trưởng tôn Vô Kỵ ra sức gièm pha, nên Thái Tông biếm Lý Khắc khỏi Trường An, phong làm Bộc Vương nhưng không có phủ đệ và cũng chẳng có quân mã trong tay. Mãi đến đời Cao Tông, Lý Khắc mới được giữ chức Tư Không kiêm Đô Đốc Lương Châu. Thật ra Lý Khắc là người văn võ song toàn, có lòng vì nước, vì dân. Nếu như Thái Tông sáng suốt lập lên ngôi thái tử thì có lẽ lịch sử đã đổi khác, và dù Võ Tắc Thiên gian ngoan đến đâu cũng không thể thao túng như đã làm với Lý Trị. Không còn ai khác, Thái Tông đành chọn một người con của một phi tần, tư chất hết sức tầm thường, tên là Lý Trị làm thái tử. Quyết định lập ngôi thái tử chính là mở đầu cho những biến cố hỗn loạn vào đời sau. Lý Trị có điểm xuất sắc là rất hiếu thảo, không biết là đóng kịch hay thật tâm như vậy. Suốt thời gian Thái Tông bệnh hoạn, hoàng tử yếu đuối này hết lòng chăm sóc, thăm viếng đều đặn. Tiếc thay, đó chính là cơ hội để Lý Trị gặp gỡ Võ Tài Nhân. Cũng giống như các vị hoàng đế nhà Đường, Lý Trị rất hâm mộ nhan sắc của nữ nhân. Dù có chính thê họ Vương, đẹp người, đẹp nết, nhưng vẫn thích thú với việc năm thê bảy thiếp. Người thiếp mà Lý Trị yêu quý nhất, họ Tiêu. Sau này khi lên ngôi hoàng đế, Lý Trị phong cho chính thê họ Vương làm hoàng hậu, người thiếp họ Tiêu làm thục phi. Lý Trị vẫn chưa thỏa mãn, nhiều lần qua lại gặp gỡ đã đem lòng say mê Võ Tài Nhân ngay từ lúc còn là thái tử. Chỉ vì đạo đức mà chưa dám bộc lộ ra mà thôi. Riêng Võ Tài Nhân thời gian đầu quả là thỏa mãn với sự yêu chiều của Thái Tông. Nhưng càng về sau thì việc chung chăn gối càng thưa dần và lòng yêu mến của hoàng đế cũng phai nhạt. Vì vậy Võ Tài Nhân đem lòng tức hận. Nàng giận cả Thái Tông lẫn triều đình, chỉ mong cho nó mau chóng sụp đổ. Lòng uất hận ấy đã có chỗ dựa để bộc phát nếu nắm chặt được Lý Trị. Ngay khi Thái Tông còn sống, Võ Tài Nhân đã nuôi dưỡng ý đồ bất chính này, nên mỗi khi có dịp thì đều liếc mắt đưa tình quyến rũ thái tử Lý Trị. Trước lễ giỗ nửa tháng,
mọi việc đã được triều thần bàn soạn thu xếp đâu vào đó xong xuôi. Cao Tông lòng như mở hội, thái độ khác hẳn ngày thường, nên khi đến Đông Cung thăm viếng theo lệ thường nhật, Vương Hoàng hậu nhận ra sự khác lạ đó ngay. Bà cười nhạt nói, mấy hôm nay thần thiếp thấy bệ hạ long nhan hồng nhuận, có lẽ giang sơn đại đường có điều gì vui chăng? Cao Tông giật mình, vội trầm mặt xuống, nhưng vẫn không lấn át được nét đỏ hồng ngượng nghịu, vì có người nhìn thấy được tim đen. Nhà vua sửa lại long bào, giả vờ nghiêm mặt nói, trẫm lên ngôi đã được một năm, mưa hòa gió thuận, thiên hạ thái bình, quả có chút vui vẻ trong lòng. Vương Hoàng hậu đâu dễ gì bỏ qua việc này, cười lớn hơn. Thiên hạ thái bình thì đáng vui thật đấy. Nhưng thần thiếp thấy hình như là bệ hạ có điều gì đang ao ước riêng tư trong lòng. Phải chăng đã tuyển chọn được một mỹ nhân nào rồi chăng? Thần thiếp, thần phận nữ nhi, nào dám ghen tị. Bệ hạ cứ nói thật lòng ra đi. Lần này Cao Tông không thể giấu được nữa, nhưng cũng không dám nói thật, ấp úng nói. Chậm đã có ái khanh là đủ rồi, cần gì phải tuyển thêm phi tần cho phiền phức nữa. Câu này Cao Tông nói thật lòng, một phần bởi chỉ nội Vương Hoàng hậu và Tiêu Thục Phi xung đột đã gây ra biết bao nhiêu rắc rối cho ông ta lắm rồi. Thật sự trong lúc triều đình bàn soạn về việc bảo vệ hoàng đế đến chùa cảm nghiệp, thì Vương Hoàng hậu cùng với Lan Anh cũng đã bàn soạn rất kỹ về việc có nên đón võ tài nhân về cung hay không. Vương Hoàng hậu tự biết mình không phải là địch thù của Tiêu Thục Phi, nhưng cũng không thể ngồi yên nhìn người khác tác yêu tác quái. Do vậy, bà ta đã nuôi dưỡng ý định làm thế nào đón được võ tài nhân về cung. Trước nhất là nhan sắc mê hồn của nàng, ta cũng thừa sức đánh bạt lòng yêu mến Tiêu Thục Phi của Cao Tông. Thứ hai, Vương Hoàng hậu có thêm vây cánh khôn ngoan thì trước sau gì cũng hạ bệ được Tiêu Thục Phi, giữ vững ngôi vị. Thục Phi khó có thể một mình đối phó được với hai người. Vương Hoàng hậu thầm tính toán như vậy. Nhất là võ tài nhân vừa có nhan sắc vừa có nhiều thủ đoạn. Võ tài nhân nhớ cái ơn này chắc chắn sẽ không bao giờ phản bội mình. Vương Hoàng hậu đã quá ngây thơ, chưa biết tình người đen bạc gây gớm như thế nào. Cùng lúc, cung nữ Lan Anh hết sức nói vào, cuối cùng Vương Hoàng hậu mới quyết định là phải dùng tay võ tài nhân diệt trừ Tiêu Thục Phi. Vương Hoàng hậu sau bao năm chăn gối đã thừa hiểu tính nết của Cao Tông. Biết rằng chỉ có một nhan sắc nổi trội hơn Tiêu Thục Phi mới làm cho Cao Tông lạnh nhạt với tình địch. Đối với hoàng đế nghiêng về dục tình đó thì nhan sắc là trên hết, giang sơn hay ngai vàng chỉ là căn bản để cho ông ta thỏa mãn bản tính của mình mà thôi. Ở hậu cung này, xét kỹ thì không phi tần nào xinh đẹp quyến rũ hơn xứng đáng là đối thủ với Tiêu Thục Phi. Do vậy, Vương Hoàng hậu đành phải đi nước cờ hết sức táo bạo, nhắm tới chùa Cảm Nghiệp, nơi mà một mỹ nhân khuynh thành ma mị đang mòn mỏi trông chờ. Kế sách này gọi là lấy độc trị độc. Tuy Vương Hoàng hậu cũng đã nghĩ đến mặt trái của nó. Nuôi rắn nhiều thì khi bị rắn quay lại mổ vào tay, nhưng hiện tình không còn cách nào khác hơn. Phụ nữ bao giờ cũng nông cạn, tính đến cái lợi trước mắt. Lại có Lan Anh hổ hởi nói vào, nên Vương Hoàng hậu đã quyết định trong lòng từ hơn tháng nay. Gặp dịp Cao Tông giá hạ Đông Cung, không bỏ lỡ cơ hội, Vương Hoàng hậu nói thẳng ra luôn, thần thiếp biết bệ hạ đang nhớ nhung ai rồi. Lần này bệ hạ đến chùa cảm nghiệp, có dám nhân dịp mà cứu vớt mỹ nhân hay không? Cao Tông giật nảy cả người, không hiểu sao Vương Hoàng hậu lại đi tận tim đen mình như vậy. Cao Tông không dám thú nhận ngay, ấp úng tìm lời nói cho qua đi. Nhưng Vương Hoàng hậu đã quyết chí thi hành kế sách, nghiêm mặt nói, thần thiếp biết bệ hạ vẫn còn ngần ngại vì sợ những lời gièm pha của triều thần. Theo thần thiếp thì bệ hạ bây giờ là bậc thiên tử,
quyền uy bao trùm cả thiên hạ. Chẳng lẽ chỉ một ước muốn nhỏ nhoi mà cũng không thể tự ý được hay sao? Cao Tông như mở cờ trong bụng, nhỏ giọng nói. Chậm há sợ cái gì? Thế nhưng trước khi phụ hoàng lâm chung, đã có giao phó mọi quyền chính cho trưởng tôn tể tướng và quan bộc xạ chữ Toại Lương. Chậm biết họ chẳng bao giờ cho chậm được làm theo ý mình đâu. Vương Hoàng hậu vội cướp lời. Thần thiếp cũng biết là như vậy. Bệ hạ không phải lo ngại và cũng không phải đích thân ra tay để bọn triều thần có cớ dị nghị. Mấy hôm nữa đến giờ dỗ Thái Phụ Hoàng, chúng ta đến chùa Cảm Nghiệp để dâng hương và dự cầu siêu. Nhân dịp ấy, nếu bệ hạ còn mến mộ võ tài nhân thì cứ gật đầu một cái. Bao nhiêu việc còn lại sẽ do thần thiếp và Lan Anh lo liệu chu toàn. Thần thiếp sẽ hành động, không cho bất cứ triều thần nào hay biết. Khi đã xong chuyện, dù Vô Kỵ và Toại Lương có muốn đuổi võ tài nhân ra khỏi cung, cũng chẳng thể xông vào làm bừa được nữa. Như thế là thượng sách ạ. Đến lúc này Cao Tông mới biết Vương Hoàng hậu thực lòng muốn đưa võ tài nhân về cho mình vui thú, đỏ bừng cả mặt và khoái trá, chỉ còn biết gật đầu ưng thuận. Cao Tông là người ngu muội nông cạn nên không hề nghĩ đến việc vợ mình tự nhiên bỏ hẳn ghen tuông, sẵn sàng chia sẻ tình yêu với người khác với ý đồ như thế nào. Ông ta chỉ biết chẳng bao lâu nữa mỹ nhân sẽ nằm trong tay của mình. Còn việc đời, việc tương lai có ra sao cũng mặc kệ. Vương Hoàng hậu thấy Cao Tông không nói gì thêm. Đôi mắt mơ màng như đang tưởng tượng thì rất tức hận trong lòng. Bà ta cố gắng nuốt nỗi ghen tức ấy xuống tận đáy lòng, truyền cung nữ bày tiệc. Đêm hôm ấy Cao Tông ở lại Đông Cung ban ơn mưa móc cho Vương Hoàng hậu mà lòng cứ nghĩ đâu đâu. Chẳng hề thấy vui thú chút nào. Vương Hoàng hậu cũng không chú ý đến việc này, bởi trong lòng còn bao nhiêu toan tính phải thu xếp như thế nào cho mọi việc được chu toàn. Ngày dỗ đầu của Thái Tông đã đến, cả hoàng cung tưng bừng nhộn nhịp sửa soạn. Sau những nghi lễ tế tự long trọng nơi tông miếu sẽ là lễ cầu siêu. Đoàn người hoàng gia xe ngựa rộn ràng kéo đến chùa Cảm Nghiệp. Ai nấy đều cố lấy vẻ mặt bi thương để lấy lòng với đấng hoàng thượng. Thế nhưng chính hoàng thượng Cao Tông lại chẳng có chút gì buồn khổ. Trái lại có lúc không kiềm hãm được niềm vui lộ ra nét mặt. Có lẽ hoàng đế vui nhất là sẽ được gặp người tình trong mộng. Còn niềm vui khác là không có các đại thần đi theo. Cao Tông vốn rất ghét việc thiết triều, lại càng căm ghét các lão thần cứ tâu bày hết việc này đến chuyện kia. Thoát được sự phiền phức của các đại thần thật là hạnh phúc. Riêng các sư cô trong chùa Cảm Nghiệp là bi thương thật sự. Họ không phải nhớ nhung thương tiếc Thái Tông, mặc dù có người đã được hoàng đế ban ân mưa móc, tình nghĩa mặn nồng. Họ bi thương là khóc cho chính thân phận của mình đang hứng chịu so với cảnh huy hoàng rộn ràng của đoàn người hoàng gia. Khá nhiều ni cô đã lớn tuổi, sắc mặt tiều tụy vì đau buồn kéo dài. Chỉ một ít ni cô còn giữ được vẻ xuân sắc, trong đó nổi bật nhất vẫn là võ tài nhân. Hôm nay là ngày cực kỳ trọng đại, nên võ mị dùng khăn lụa che rất khéo cái đầu không tóc, càng làm cho khuôn mặt diễm lệ nổi bật. Khi từ hoàng cung đến chùa, võ tài nhân đã lén đem một số phấn sáp, bây giờ chính là lúc đem ra sử dụng, chẳng cần tới những lời sầm xì chỉ trích của các sư cô khác. Dâng hương và dự lễ cầu siêu xong, Cao Tông cùng với Vương Hoàng hậu vào hậu điện uống trà giải khát, lần lượt gọi từng người đến thăm hỏi. Đây là lệ quen thuộc bắt buộc phải làm. Cao Tông thật sự hết sức chán ngán, chỉ mong ngóng sao cho việc này chóng qua để cùng mỹ nhân hội ngộ.
Võ Tài Nhân rất khôn khéo, chờ cho mọi người yết kiến hoàng thượng xong xuôi, cuối cùng mới tới lượt mình. Nàng thừa hiểu Cao Tông càng nôn nóng chừng nào càng dễ khuất phục trái tim ông vua dâm đãng chừng nấy. Quả nhiên Cao Tông không làm sao ngồi yên được, chốc chốc lại liếc mắt dò hỏi Vương Hoàng hậu, sao không thấy Võ Tài Nhân ra diện kiến. Vương Hoàng hậu không hề đáp trả, bởi vì trong lòng cũng đang bối rối với nhiều ý nghĩ. Nếu như lần diện kiến này bất chợt Cao Tông không hài lòng vì lý do nào đó, thí dụ như nhan sắc của Võ Tài Nhân đã phai nhạt theo năm tháng, thì bao nhiêu công sức của bà sẽ trôi theo sông bằng hết. Đúng lúc Cao Tông nóng ruột nhất là lúc cao trào đầy kịch tính. Từ phía sau, cung nữ Lan Anh dìu một nữ nhân mặc bộ quần áo nâu sòng từ hậu điện bước ra. Vì có cái khăn quàng che nửa mặt, Cao Tông chưa thể nhận ra đó là ai. Nhưng cứ theo dáng điệu uyển chuyển mê hồn của nàng, thì chắc chắn đó phải là người ngọc mà mình mơ ước bấy lâu nay không sai. Cao Tông không kiềm được xúc động, đứng phắt dậy, chẳng còn giữ vẻ oai nghi của bậc thiên tử nữa. Vương Hoàng hậu thoáng mỉm cười hài lòng, nhưng chưa hết lo âu. Sự việc diễn ra rất nhanh. Võ Tài Nhân bước đến gần, không quỳ xuống bái lạy theo lễ nghi, mà ngước đôi mắt đẫm lệ lên, miệng hoa kêu nho nhỏ, nửa đau thương nửa tình tứ: "Bệ hạ, bệ hạ." Tiếng kêu ấy khiến Cao Tông đau xé ruột gan, vội bước tới nâng mặt Võ Tài Nhân định mở lời phục dụ. Bất chợt Vương Hoàng hậu hắng giọng một cái khiến Cao Tông giật mình, vội vàng lui lại rồi thẫn thờ ngồi xuống cập đôn. Ông biết rằng Vương Hoàng hậu đã nhắc nhở, chớ nên quá lộ liễu, gặp nhau như thế là đủ rồi. Võ Tài Nhân làm gì không hiểu ý nghĩa của tiếng hắng giọng ấy, vội vã quỳ xuống, tung hô vạn tuế, rồi mới quay lại thỉnh an Vương Hoàng hậu. Thấy Cao Tông vẫn thờ thẫn, mắt không rời khuôn mặt đẹp như ngọc của Võ Tài Nhân, Vương Hoàng hậu liền lên tiếng phục dụ thay, hạ giọng nói rất khẽ: "Mọi việc chắc Lan Anh đã cho ngươi biết rồi, đừng nên vọng động mà bọn quần thần hay biết. Hãy cố gắng vài ngày nữa, sẽ có tin tốt lành đưa đến. Chị em ta đồng lòng thì con yêu nữ họ Triệu kia chắc chắn hết đường sống." Cao Tông đang lúc mơ màng vẫn nghe lọt mấy chữ này. Lúc đó nhà vua mới thoáng giật mình, tự biết rằng Vương Hoàng hậu bày ra kế sách đưa Võ Tài Nhân về cung chẳng phải muốn chiều chuộng hoàng đế mà chính là lấy độc trị độc. Ông dùng mình một cái, nhưng rất mau nỗi lo lắng ấy đã bị vẻ đẹp u buồn của Võ Tài Nhân choán chỗ. Cao Tông run giọng nói nhỏ: "Ái khanh tạm ẩn nhẫn vài ngày, thể nào hoàng hậu cũng chu toàn việc này cho ái khanh." Thật ra bất đắc dĩ Vương Hoàng hậu mới phải dùng đến hạ sách này, làm sao mà không ghen được, nên hừ một cái lẩm bẩm: "Ái khanh này, ái khanh nọ, thật tình tứ chẳng coi ai ra gì." Võ Tài Nhân đang lúc cúi đầu làm lễ, nghe vậy biết rằng không nên đi quá đà, vội bái lạy xin lui về hậu điện. Vương Hoàng hậu vẫn chưa hết tức, lặng lặng phẩy tay ra hiệu chấp thuận. Cung nữ Lan Anh đứng hơi xa một chút, đôi mắt ngầm liếc ngang liếc dọc, còn đôi tai vểnh lên nghe ngóng để phòng mọi sự. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, lập tức tiến lên: "Tâu Thánh Thượng và lệnh bà, các sư cô đã dọn tiệc chay phía vườn sau, mời Thánh Thượng và lệnh bà giá lâm ạ." Trải qua mấy cuộc tế lễ, Vương Hoàng hậu cũng đã thấy đói nên gật đầu mời Cao Tông đứng lên. Lan Anh cùng mấy thị nữ khác dẫn đường hộ giá đi ra hậu điện. Xa nhau cả năm trời, gặp nhau chưa đầy giây phút. Cao Tông bước đi mà lòng đau như cắt, rất muốn ngoảnh lại nhìn mỹ nhân thêm lần nữa, nhưng lại sợ Vương Hoàng hậu nhìn thấu tâm can nên cắn môi đi thẳng. Lúc đó Võ Tài Nhân vẫn còn cúi đầu đứng ở chỗ cũ, nhưng con mắt của nàng gần như nhìn được mọi việc mà chẳng cần ngước lên. Nàng đã biết chắc rồi,
sẽ được giải thoát khỏi nơi chốn u ám, toàn là lời kinh tiếng kệ lẫn những tiếng oán than của các phi tần cung nữ bị phế bỏ. Cao Tông cắn môi là để chịu đựng. Riêng Võ Tài Nhân cũng cắn môi nhưng là để kiềm nén câu nói đang luẩn quẩn trong đầu óc. Được lắm, ngươi lợi dụng ta thì ta sẽ lợi dụng ngươi. Thời gian sẽ trả lời, họ Võ này cao tay hay là họ Vương nhà ngươi giỏi giang. Vương Hoàng hậu hoàn toàn không biết ý nghĩ ấy của Võ Tài Nhân. Nếu biết, có lẽ bà ta cũng phải giật mình mà xét lại kế sách đang tiến hành để triệt tiêu Tiêu Thục Phi. Cuộc tế lễ kéo dài đến chiều mới hoàn tất. Đoàn người hoàng gia lại được tiền hô hậu ủng trở về hoàng cung, trả lại vẻ lạnh lùng u ám muôn thuở của ngôi chùa Cảm Nghiệp. Hàng chục ni cô từ già tới trẻ nơi đó vô cùng thất vọng bởi cuộc sống của họ rồi lại như trước, buồn phiền thiếu thốn cho đến hết cuộc đời. Chỉ riêng Võ Tài Nhân không vui mà cũng không buồn. Trong những ngày chờ đợi thoát cũi sổ lồng, nàng để hết tâm trí hoạch định đường đi nước bước sẽ phải tiến hành sau khi về tới hoàng cung. Tuy không hề thích thú gì với việc bầu bạn với Vương Hoàng hậu, nhưng nàng đã quyết định sẽ theo đuổi kế sách phải giả vờ cúi đầu chịu lụy Vương Hoàng hậu trước, đồng thời phải trổ hết tài nghệ ra mê hoặc Cao Tông. Bao giờ mọi việc ổn định, địa vị vững vàng sẽ đảo ngược tình thế sau. Võ sư cô tự tin rằng việc ấy đối với mình không khó khăn chút nào. Chẳng biết Vương Hoàng hậu và cung nữ Lan Anh thu xếp ra sao, mà chỉ trong mấy ngày sau lễ dỗ Thái Tông và một đêm không trăng, có chiếc kiệu phụng hoàng đặc biệt dành riêng cho Hoàng hậu từ Đông Cung âm thầm xuất phát. Rồi từ chùa Cảm Nghiệp, chiếc kiệu ấy quay trở lại Đông Cung. Qua mấy lần xét hỏi đều không gặp trở ngại. Không cần phải diễn tả chi tiết, ai cũng biết trong chiếc kiệu ấy có Võ Tài Nhân. Các đại thần không hề hay biết mà đến ngay cả Tiêu Thục Phi có trong tay nhiều cung nữ thái giám làm tai mắt cũng chẳng phát giác ra nổi. Dù táo gan đến mấy, việc này vẫn là trọng đại vượt quá khuôn phép hoàng gia, nên Vương Hoàng hậu trước tiên phải cho Võ Tài Nhân tạm ngụ ở Đông Cung. Bà sửa soạn một tòa nhà nhỏ cuối vườn để Cao Tông và Võ Tài Nhân gặp gỡ. Thân phận lúc ấy giống như bọn nô tỳ, nhưng Võ Tài Nhân chẳng hề buồn phiền chút nào, ra sức chiều chuộng Cao Tông đến mức ông vua đa dâm này gần như ngày nào cũng đến cung hoàng hậu, tức là đến với Võ Tài Nhân. Tiêu Thục Phi hết sức ngạc nhiên bởi vì sự việc được giấu rất kỹ. Đầu tiên nàng coi thường, cho rằng có lẽ Cao Tông phải làm vậy để lấy lòng hoàng hậu. Thế nhưng sự lạnh nhạt kéo dài cả tháng, lúc đó Tiêu Thục Phi mới thật sự lo lắng. Nàng phải tốn khá nhiều châu ngọc mua chuộc mới tìm ra được nguyên do tại sao như thế. Khi biết Vương Hoàng hậu giấu Võ Tài Nhân trong cung, Tiêu Thục Phi đã toan báo với các đại thần. Nhưng nghĩ lại việc chưa có chứng cứ gì đích xác nên lại thôi. Thế nhưng lòng dạ của Tiêu Thục Phi nóng như lửa đốt. Cuối cùng nàng đành phải dùng tới hạ sách là đứng chờ nơi hậu điện cần chính. Buổi chầu vừa tan, Cao Tông còn đang khoan khoái trong lòng, thì bất chợt Tiêu Thục Phi từ đâu tiến ra, phổ phục xuống bái lạy, không chờ Cao Tông hỏi, đã nói trước. Đã lâu bệ hạ không đến Tây Cung, khiến cho thần thiếp vô cùng lo lắng. Chẳng hay việc quân quốc đại sự bận rộn lắm sao, mà bệ hạ chẳng có thời gian nào đến cho thần thiếp được hầu hạ. Bị bất ngờ, Cao Tông ngẩn người ra không biết nói sao. Chỉ ậm ừ trong miệng. Như vậy cũng đã thừa đủ, không cần chứng cứ nữa. Tiêu Thục Phi nghiến răng nói thẳng ra luôn, dù lúc đó có mấy tên thị vệ lẫn thái giám đứng rất gần. Bệ hạ có biết rằng việc này là loạn luân hay không?
thiên hạ hay biết được thì hệ thống triều đại Đường chúng ta còn ai coi ra gì nữa? Chẳng lẽ tam cung lục viện không có ai nhan sắc bằng con hồ ly tinh ấy hay sao? Bệ hạ phải tránh xa con tiện tỳ ấy mới được. Vì quá tức giận, Tiêu Thục Phi đã phạm hai sai lầm. Thứ nhất là để cho bọn thị vệ thái giám nghe biết có khắc gì đã truyền tin khắp hoàng cung, thậm chí ra cả dân gian. Sai lầm thứ hai là gọi võ tài nhân là hổ ly tinh. Cao Tông vốn đang định tìm lời ngon ngọt xoa dịu, nhưng khi nghe Tiêu Thục Phi lớn tiếng trách móc và bêu xấu người mình đang yêu chiều cho thiên hạ biết, thì không kiềm được tức giận, phẩy tay áo một cái rất mạnh, gằn giọng nói: "Như thế thì đã làm sao?" Tuy nhiên Tiêu Thục Phi là người mà Cao Tông sủng ái trong một thời gian dài. Dù tức giận đến mấy, Cao Tông cũng chỉ đến thế mà thôi. Ông hậm hực hừ hừ mấy tiếng rồi quay lưng đi thẳng. Tiêu Thục Phi thẫn thờ đứng lại, tự biết mình đã dại dột. Thế nhưng thói đời không ai thú nhận mình sai lầm cả. Đã lỡ phóng lao tất phải theo lao. Tiêu Thục Phi nghiến răng lẩm bẩm: "Được lắm, được lắm. Người đã không muốn giấu thì ta giữ kín làm gì cho thêm tức giận." Thế là chỉ trong ngày hôm ấy, cái tin Vương Hoàng Hậu lén lút đón võ tài nhân về cho Cao Tông loạn luân đã được chuyển đi hết sức mau lẹ. Mọi người trong hoàng cung hễ dành việc là liền xúm nhau lại sầm sỉ bàn tán. Riêng Cao Tông có chút hối hận là tại sao mình không nhịn một chút cho xong. Ông không dùng ngự thiện, cũng chẳng dùng kiệu, vội vã đến Đông Cung kể lại mọi việc. Vương Hoàng Hậu nghe xong chẳng lo lắng chút nào mà còn cười nói: "Thần thiếp còn chưa biết toan tính ra sao. Giấu càng lâu càng có hại, mà tự mình phô trương ra thì còn ra gì. Này nhờ Triệu công nương đồn đại dùng thì còn gì bằng nữa. Nhân cơ hội này, bệ hạ nên tuyên bố cho mọi người biết thân phận của Võ Mị. Theo thần thiếp thì việc đã xong rồi. Bệ hạ cứ cho Võ Mị giữ lại danh phận tài nhân như cũ là hay hơn hết ạ." Cao Tông cảm mừng, gật đầu khen: "Chấm thật có phúc, nên mới có Ái Hậu lo toan dồn như thế. Ái Hậu đã không ghen tuông mà còn muốn cho chấm được vui lòng. Thật trên đời chẳng ai đức hạnh bằng." Vương Hoàng Hậu cười nhạt trong lòng. Đàn bà nào mà muốn chia sẻ tình cảm vợ chồng. Thế nhưng nếu để Cao Tông mải mê say đắm ở Tây Cung, thì chẳng thà chính mình đứng ra thu xếp cho rồi. Vừa được tiếng ngoan hiền, vừa có vây cánh để tiêu trừ tình địch. Bất đắc dĩ bà ta phải làm vậy. Thật sự nhiều đêm nằm chơ vơ nghĩ đến đấng hoàng thượng đang vui vầy với mị nương, làm sao tránh khỏi đau khổ. Thế là mọi việc được đưa ra công khai. Khi ấy trưởng tôn Vô Kỵ mới biết đành phải ngậm câm, bởi còn làm gì được nữa. Riêng Toại Lương tính tình nóng nảy thẳng thắn, có lần bạo gan hỏi thẳng Cao Tông về việc loạn luân này. Chẳng biết nhờ có mị nương mà trí óc sáng sủa hẳn ra, Cao Tông trả lời rất dễ dàng: "Đây là chuyện nội bộ hậu cung, khanh bất tất phải lo lắng." Chữ Toại Lương đành cứng họng. Ngay từ khi bước chân trở về hoàng cung, võ tài nhân đã tận lực mua chuộc các cung nữ thái giám. Có bao nhiêu chân châu bảo ngọc, vàng bạc nàng đều ban tặng cho bọn chúng hết. Thậm chí trong những việc nhỏ nhặt vất vả, nàng cũng không bắt bọn chúng làm theo bổn phận mà hết sức hòa đồng. Nhờ vậy, hầu hết các cung nữ thái giám của Vương Hoàng Hậu đều bao che tán tụng cho nàng mỗi khi có dịp. Cũng nhờ vậy mà không sót một tin tức nào không đến tai nàng. Đến khi Cao Tông công khai tuyên bố với quần thần cho nàng giữ thân phận tài nhân như trước, đồng thời sửa sang lại cung phúc tuy và còn ban phong danh hiệu thần phi để danh tính ngôn thuận, võ tài nhân bước đầu đã nắm được ông vua si tình Cao Tông trong cái lưới tình dục của mình.
Lúc đó Võ Tài Nhân lớn hơn Cao Tông 4 tuổi. Nàng lại có thời gian tìm hiểu tình dục khá sớm, ngay khi còn ở phủ Ứng Quốc Công ở Trường An, khi mới 14 tuổi, lúc chưa được Thái Tông hạ chiếu vời về cung. Nàng tiểu thư nhỏ bé này đã có giao du thân mật với một nhà sư trẻ tên là Phùng Tiểu Bảo. Hắn ta rất đẹp trai, không những sức lực có thừa mà còn rất đa dâm. Vì hoàn cảnh nên mới phải vào chùa xuống tóc kiếm miếng cơm qua ngày. Tiểu Bảo ngoài kinh kệ học lấy lệ, thường lẻn ra khỏi chùa học hỏi những điều tà bậy nơi bọn đầu đường xó chợ, nơi kinh thành, sưu tầm khá nhiều cuốn sách xuân tình. Do vậy khi quen biết với Võ Tiểu Thư, Tiểu Bảo đã được 17 tuổi, sẵn sàng mang hết kinh nghiệm sẵn có truyền thụ. Võ Tiểu Thư được thừa hưởng những kiến thức này, áp dụng khá thành công đối với Thái Tông Lý Thế Dân. Sau này tình cũ không rủ cũng tới, nắm trong tay quyền lực rồi, Võ Tắc Thiên vẫn nhớ tới nhà sư trẻ ngày nào và đưa vào cung với danh nghĩa là quốc sư để tha hồ thông dâm. Đó là về việc sau này. Hiện tại nghệ thuật tình dục của Võ Tài Nhân càng thêm cao cường thì trách gì Cao Tông không điêu đứng. Nguyên nhân là do một năm trời ở chùa cảm nghiệp, Võ Tài Nhân đã học được khá nhiều công phu phòng chung do các phi tần nhiều đời truyền lại. Những công phu ấy chỉ có tác dụng tương đối, nhưng vào tay Võ Tài Nhân cộng với năng khiếu tình dục trời cho thì nó trở thành những chiêu thức hết sức độc đáo, dễ dàng làm cho Cao Tông mê say, không còn nghĩ đến bất cứ việc gì khác. Thật ra Tiêu Thục Phi cũng xinh đẹp mặn mà, nhưng về mặt mê hồn quyến rũ thì thua xa Võ Tài Nhân. Do vậy, từ khi Cao Tông Hoàng đế có mỹ nhân họ Võ thì gần như chẳng đêm nào đến với Tiêu Thục Phi. Họa hoàn lắm mới có một đêm Cao Tông rời xa người Ngọc thì lại phải đến với Vương Hoàng hậu để lấy lòng. Như vậy còn gì cho Tiêu Thục Phi. Ngay từ khi cung nữ Lan Anh đến chùa cảm nghiệp tiết lộ việc Vương Hoàng hậu cố sức đưa mình về Hoàng cung, Võ Tài Nhân đã nhìn ra âm mưu lấy độc trị độc, nhưng vẫn chấp nhận bởi tự tin vào bản lĩnh của mình. Võ Tài Nhân đã chấp nhận làm con cờ nên một mặt luôn luôn khen ngợi Vương Hoàng hậu để bà ta khoái trá, quên đi đề phòng, một mặt trổ hết tài nghệ ra mê hoặc Cao Tông. Đồng thời nàng cũng không từ nan việc cung tiền bạc ra mua chuộc bọn thái giám cung nữ ở Tây Cung để nghe ngóng nhất cử nhất động của Tiêu Thục Phi, rồi khéo léo, òn ỉ, gièm pha, khiến cho Cao Tông càng thêm chán ghét người mà mình đã yêu mến trong một thời gian. Với tài nghệ về mặt tình dục cao cường cộng với nhan sắc thu hồn, chẳng bao lâu Võ Tài Nhân đã chiếm trọn trái tim của vị vua trẻ mà háo sắc. Cao Tông hết sức hài lòng, chẳng mấy lúc đã phong vượt hai cấp cho nàng lên làm chiêu nghi, tức chỉ sau hoàng hậu một cấp mà thôi. Vương Hoàng hậu không hề phản đối, cho rằng Võ Tắc Hiên càng có quyền thế bao nhiêu, càng giúp việc đắc lực cho mình bấy nhiêu. Đó lại là một tính toán hết sức sai lầm nữa. Thời gian qua mau chóng, chẳng bao lâu mái tóc óng mượt của Võ Tài Nhân đã mọc dày trở lại, cùng với gấm lụa châu ngọc mà Cao Tông phóng tay ban cho mỗi khi nàng đòi hỏi. Võ Tài Nhân lại còn xinh đẹp hơn xưa bội phần. Cái đẹp này không mang nét ngây thơ như khi nàng mới vào cung, mà lộ vẻ rõ quyến rũ mê hồn của người đàn bà đầy kinh nghiệm trong trường tình. Càng được Cao Tông say mê, Võ Tài Nhân càng muốn thay đổi số phận, càng nhớ tới lời tiên đoán của thuật sĩ Viên Thiên Canh. Nó nung nấu trong tâm của nàng hàng ngày hàng giờ, hầu như sôi sục chẳng bao giờ quên nổi tham vọng trước mắt. Thế nhưng Võ Tài Nhân đủ khôn ngoan để biết rằng không nên đòi hỏi quá sức, tạm thời giữ được địa vị tài nhân, có cung riêng là đã vượt quá mong đợi rồi.
Tiếc rằng với địa vị tài nhân, mặc dù có công nữ Lan Anh khôn ngoan bên cạnh, vẫn chưa đủ để nàng xoay chuyển được tình thế. Nàng cần phải có chỗ dựa mạnh mẽ hơn mới có thể hạ bệ được Vương Hoàng hậu. Có lẽ số phận đã an bày nên chưa đầy một năm sau, Võ Tài Nhân có cơ hội đổi đời mà nàng đang mong mỏi chờ đợi. Võ Tài Nhân đã hoài thai trong khi Vương Hoàng hậu và Tiêu Thục Phi, dù được Cao Tông ban ân mưa móc mấy năm trời, vẫn không hề có dấu hiệu nào sẽ sinh nở. Điều này cũng khá lạ lùng bởi hơn 10 năm hầu hạ chăn chiếu cho Thái Tông trước kia, Võ Tài Nhân dù rất cố gắng vẫn không làm sao tìm được đứa con. Thế mà khi gần gũi Cao Tông một thời gian ngắn, nàng đã đạt được mơ ước. Chẳng biết nguyên do đó là do Cao Tông quá mạnh bạo hay Võ Tài Nhân đã sử dụng tới bí kíp gì mà chưa tới một năm từ khi ở chùa cảm nghiệp về đã có cơ hội để thay đổi số phận. Một buổi chiều kia, Cao Tông cùng mấy tên thái giám thân tín đến cung Phúc Tuy như thường lệ. Bọn thị vệ chưa kịp lui ra thì bất chợt Võ Tài Nhân như đóa hoa mới nở rộ từ trong cung chạy ra, vẻ mặt hết sức hớn hở. Nhìn vẻ yêu kiều ấy, bao nhiêu mệt nhọc vì lo toan chính sự tan biến bằng hết, Cao Tông vui vẻ hỏi trước: "Hôm nay chắc Ái Khanh có điều gì vui mừng lắm thì phải." Võ Tài Nhân hành lễ xong, cúi đầu giấu đi nụ cười mãn nguyện, nói nho nhỏ: "Bệ hạ thật anh minh, thần thiếp không thể giấu gì được. Quả là có điều hết sức vui mừng cho thần thiếp và cho cả bệ hạ nữa ạ." Cao Tông chút hết nỗi mệt nhọc, cầm tay Võ Tài Nhân nói: "Chậm biết rồi, có lẽ Ái Khanh đã tìm được món ăn gì đặc biệt dâng cho chậm phải không?" Võ Tài Nhân ngước đôi mắt thu hồn, đôi môi nũng nịu ra vẻ oán trách: "Bệ hạ anh minh lắm, nhưng hôm nay đoán chật rồi. Nếu chỉ là một vài món ăn ngon, thì thần thiếp đâu phải đứng chờ ở đây cả nửa ngày chơi." Cao Tông vẫn cười, nói đùa: "Hay là Ái Khanh đã tìm cho chẫm một thang thuốc hiệu dụng kinh người?" Võ Tài Nhân nghiêm sắc mặt nói: "Hôm nay thần thiếp dâng cho bệ hạ một điều ngạc nhiên, còn hiệu dụng hơn những gì bệ hạ mong muốn. Bệ hạ chẳng cần đến thuốc thang, cũng lại có thể ban cho thiếp một đứa hài nhi rồi đó." Cao Tông hơi thoáng giật mình vì bất ngờ. Ông im lặng một chút rồi mới hỏi từng tiếng: "Ái Khanh nói gì vậy? Có thật không?" Võ Tài Nhân nở nụ cười mê hồn đáp: "Thần thiếp làm sao dám dối trá với đấng thiên tử. Hơn nữa tháng qua thần thiếp đã thấy nhiều dấu hiệu cho biết là đã mang trong mình giọt long tinh của bệ hạ. Chỉ đến sáng nay Lý Ngự Y đến thăm mạch, đoán chắc là cái thai đã khá lớn, hoàn toàn khỏe mạnh, thần thiếp mới dám báo tin này cho bệ hạ biết ạ." Cao Tông mừng rỡ nói: "Nếu vậy thì trời đất ban ơn huệ cho chậm quá lớn. Mấy ngày nữa công việc bớt đi, chậm sẽ hạ lệnh lập đàn tạ ơn thiên địa." Nhà vua chợt ủa một cái, hỏi ngay: "Lý Ngự Y có cho biết đó là hoàng nam hay hoàng nữ không?" Võ Tài Nhân hãnh diện đáp: "Theo lời Ngự Y thì hình dáng cho đến chuyển biến của cái thai đều biểu lộ đó là hoàng nam ạ. Quả là trời đất còn nhìn đến giang sơn nhà đường của bệ hạ vậy." Thật ra Võ Tài Nhân nói chẳng sai, vấn đề vô hậu không có con nối dõi luôn luôn là nỗi ám ảnh đối với tất cả các hoàng đế và bây giờ là Cao Tông. Có được một đứa con trai thì không có gì hạnh phúc bằng. Từ đó trở đi, Võ Tài Nhân được hưởng chế độ ưu đãi hơn bất cứ vị hậu phi nào. Thôi thì món ngon vật lạ, thuốc thang đổ đến cung Phúc Tuy như suối. Điều này không làm cho Võ Tài Nhân sung sướng bằng được Cao Tông yêu chiều hơn trước.
nhà vua đã hứa hẹn nếu Hoàng Nam ra đời thì trước sau gì ông cũng tìm cách phong cho Võ Tài Nhân ngôi chính hậu. Sự vui mừng này không được toàn vẹn, bởi cũng từ đó trở đi, Vương Hoàng hậu đột nhiên trở thành lạnh nhạt. Hai người vẫn xưng hô tỷ tỷ muội muội, ra vẻ tha thiết, nhưng thật sự ánh mắt đôi bên đã lộ rõ toàn bộ suy nghĩ ra ngoài. Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc tiểu thuyết Võ Tắc Thiên.